Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Lệ Quyên sang nhà cũ ở thành phố thủ Đức đón con trai bé bo. Hai mẹ con diện trang phục thể thao năng động. Giọng ca 40 tuổi cũng sử dụng chiếc xe sang vừa tậu cho chuyến du lịch đầu năm. Dịp Tết vừa qua, Lệ Quyên cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu về Hà Nội đón năm mới. Vì Covid-19 bùng phát thời điểm ấy, nữ ca sĩ đành để bo ở lại Sài Gòn. Khi về lại cố gắng dành thời gian bù đắp cho con trai duy nhất. Cuối tuần đi chơi rồi mình về học hành nghiêm túc nha chàng trai, cô nhắn nhủ. Trước đó hai ngày, Lệ Quyên dẫn Bo xuống đền thờ tổ nghiệp, cầu nguyện bình an cho năm mới. Nhóc ti hào hứng chụp ảnh kỷ niệm cùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Bo năm nay lên 10 tuổi, là con trai duy nhất của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy. Em sở hữu vẻ ngoài tuấn tú và hiện theo học một trường quốc tế. Trong mắt mẹ Quyên, Bò rất ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và chăm chỉ học tập. Trong thời gian xa mẹ, bò đón Tết cùng bố Đức Huy. Dù ở xa, Lệ Quyên luôn theo dõi, thả tim, biểu tượng yêu thích vào từng bức ảnh của hai bố con. Nhiều lần, cô bày tỏ nỗi nhớ con và mong sớm gặp lại bé sau Tết. Lệ Quyên và Đức Huy cố gắng dành những điều tốt nhất cho con trai sau ly hôn. Nhìn con trai lớn khôn, Lệ Quyên cũng vô cùng hạnh phúc giờ mẹ được nhõng nhẽo bên cạnh trang rồi. Bao năm qua, mẹ luôn nghiêm khắc với con vì mong con trai của mẹ sẽ là người đàn ông đúng nghĩa, quân tử, bao dung và biết yêu thương mọi người, nhất là người phụ nữ của mình sau này, ca sĩ tâm sự. Xem thêm, lợi quyên tậu biệt thự, xe sang sau ly hôn. Hoàng Nam